chào cả nhà, cả nhà. Là cả nhà hôm nay mình em mời cả nhà vào bếp làm bữa cơm với em ha. Hôm nay em mua được ít chuột đồng cả nhà. Em làm sạch đây nè. Em muối xả nè. Rồi hôm qua đi dở dớn em mình cho 6 con cá theo kiến nè cả nhà. Má chết hết 4 con còn 2 con à. Em hấp xả luôn. Xả này em lấy mớ để làm chuột. Muối chuột còn đó em hấp xả cả nhà. Rồi em ăn với bắp cải xào với có một khúc của cải đỏ để vô em xào với hột gà bên cái này được cái hột gà ở đây để em hồi hành để mình để vô đây xào tỏi rồi để em ốp ra chuột để em mời cả nhà mình đi bếp với em nha. Cho nửa muỗng hạt ni, nửa muỗng ngọt, cho vào đây muỗng sa tế, rồi củ hành với tỏi hồi nãy nè, em băm nè, em để vô luôn, cho đều lên, em cho chuột vào luôn, chuột đồng sáng người ta bán ngon không biết, cái dừa người ta bán mà còn có nhiêu mua hết. Mới đầu mùa này chuột nó mặn. Chuột ớt hả? Hôm mốt có ớt đồng, mua ớt đồng. Rồi em để đây cho thấm đi. Chút em cho xả rồi sao. Em hấp cá lâu kiếm. Gàm muối đi. Gàm muối cho nó không có bị tanh. Nó khô cá. Lót miếng xả dưới cho nó thơm. Nó không có bị da cháy nữa. Em để cá lên còn 2 con ủ quá thơm lắm nè. Em để vài hạt muối lên muỗng muối đặt cái bụng lên chứ để gì nó tắm muối không hả. Thì muối nó cho nó có cái hơi nó chín. Để cái cần xả lên đây. Để lên đây một bể một bột ngọt. Để lên đây mỗi một ngọt cho nó thấm vừa nó ngọt. Đợi để nắp lại. Bắt lửa nhiều nhiều. Có cái tàu chuối. Cái này nè. Bắt lửa lên cho nó nhiều nhiều. Nó cháy gì? Cái chảo này hồi nãy em phi hành tỏi bát lên luôn. Còn miếng tỏi sấy này em cho miếng dầu vậy. Tỏi vàng em cho bắp cải vậy. Em cho thêm miếng nước chín, nêm gia vị vô luôn, em cho nửa một ngọt, nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng nước mắm, muỗng đường, xào lên cho nó đẹp.
gốc hành vô. Bỏ ngoài sắt. Chín mình hãy để vô để xả nó cháy hết trơn. Để đây cho nó thơm chuột. Mình cho vào đây miếng dầu. Cái miếng tỏi này để vô cho nó thơm. Tại dầu xong cái chiên chuột thì dầu hơi nhiều người cho nó vàng. Dầu nóng cho chuột vào. Nhà thấy con cá này chắc xạo lắm, còn mình ăn thì mình thích lắm. Ở đây ăn chị bệnh luôn, cái nhà ta mua chị nhức mỏi thôi, ngon lắm luôn á. Nó ướp lại cho nó khô cái nước này, ngon lắm luôn á. Có muối có chả nè, còn đi làm nước mắm chấm cái gì muối tiêu chanh chín rồi đó. Bây giờ em để cho nó khô chút nữa. Rồi nó tạo nó xả vô đây luôn nè. Chuột nó cũng không. Thấy nè, nó sang rồi đó, nó xả vô luôn. Rồi cho nó thấm vô, nó không có bị khét xả. Để sớm nó bị khét xả. Nếu mình ớt chung nó thì mình chiên nó bị khét không? Xả nó khét không luôn. Chuột vàng rồi, em chở chuột luôn. Chế bề rồi hả? Ừ. Đó mà mình chở lặn vụn hả? Lắc, lắc thì mới cho được. Hả? Lắc được. Chuyên dầu rồi. Chuyên dầu rồi, mình chuyên lại nữa. Nó thấm rồi bên đây. Cho nó chín đều. Chín đều nó được. Mình chở lại nữa.
vàng đó, bắt đầu giờ ông bè đấy nó ăn được rồi. Tỏi nó vậy nó mà xả vậy nó còn mới khét nữa không à. Rồi mời cả nhà dùng cơm với chồng ăn nha. Trước nhà để nó ngủ mà khó không?
Nó nguội ăn cũng ngon. Nó nóng ăn ngon. Yeah.
cho mẹ ăn cơm với cô ca. Dạ. Dạ đây à. Ô con nó giỡn nè cả nhà. Nó quậy nè cả nhà. Ăn cơm không yên nữa hả? Đi xuống đi con. Mẹ ăn cơm Nhi ơi, ẩm cô ca ra Nhi. Con chào cả nhà. Cả nhà thấy clip tới ngày tới vui thì cả nhà cho mình qua.